Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại đang có mặt ở tại cửa hàng xe Phương Mai ha. Mình đã có một video về Vario, WinX, Winner V1 rồi và Vision rồi. Video này mình sẽ dành cho Sirius, Sunker rồi FI có hết luôn trong video này. Địa chỉ cửa hàng là ở ấp 1 thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng ha. Thì đây là ngay trung tâm chợ Phú Lộc đó các bạn. Mình vừa từ Sóc Trăng về qua cầu Phú Lộc, mình quẹo vô chợ là ngay liền. Đây nè các bạn, quẹo vô là sẽ gặp chỗ này, ngay cái cua đó các bạn quẹo qua đây ha. Quẹo phải vô đây. Thì bây giờ mình sẽ đến ngay luôn cho nó nhanh chiếc xe này. Đây là chiếc Sirius FI nha các bạn. Đời không có ghi đời ở đây. Giá là 16 triệu 800 ngàn ha. Tình trạng là 15.000 cây số thôi. 15.000 cây số nha. Mới yên trên này nha các bạn. Cái đời này là mới yên trên này rồi. Yên nè, cản nè. Mình sẽ nổ máy từng xe một nha, cho nó chi tiết chút, gương còn đủ cặp ha. Đây. Đời này thì turbo nổ ấm lắm các bạn. Vành nè. Bánh mâm thắng đĩa ha, FI luôn, máy zin hết nha các bạn. Đó. Rồi, vậy ha, nước sơn nè. Còn đẹp đó các bạn. Đời này bây giờ là Yamaha bỏ mẫu rồi ha. Dám chừng bỏ sao còn heo xe luôn đó các bạn. Mấy cái này thì nếu mà được thay vỏ mới thì nó ok hơn. Tại vì nó 15.000 cây số rồi ha. Phía trước nè. Đĩa nè ha. Giá là 16 triệu 800 ngàn thôi. Phun xăng điện tử FI nha các bạn. FI nha. Máy móc cửa hàng bao zin ha. Đó. Rồi, coi như là xong một xe đi ha. Chiếc thứ hai này là 18 triệu 500 ngàn nha. Ô tô mới 1.000 cây số nè, năm sản xuất 2020. Chiếc này không ghi nhưng mà chắc năm cũng khoảng đó. Nó cùng đời với xe này. Xe này là bánh căm thắng đĩa. Cũng là FI á ha, đời này là FI nha các bạn. Màu đen bóng nè. Xe này lên phục sau RCB các bạn. Màu đen bóng ha. Bây giờ mình sẽ mở đồng hồ. Mở yên cái rồi mở đồng hồ. Động cơ nè. Đó. Bánh căm thắng đĩa bây giờ là hơi bị hiếm hàng đó các bạn. Cản nè ha. Ở dưới nè. Gương nè. Phụ kiện đầy đủ ha. Rồi, máy êm. Nói chung là cửa hàng xe DX không à. 1.000 cây số nè. Chiếc này DX 18 triệu rưỡi. Phụt nè. Rồi, mình sẽ đến với chiếc thứ hai. Nước sơ mờ nha, bạc mờ. 16 triệu 500 ngàn. Năm sản xuất 2020. 16 rưỡi đó các bạn. Bánh mâm thắng đĩa. Phun xăng điện tử FI nha. Các bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng đi. Số di động là 0888888280. Mình sẽ ghi lên màn hình cho các bạn ha. Để tư vấn về giá nè, về ship xe, về thủ tục, rồi trả góp, rồi sang tên. Gương nè, gương gắn sẵn luôn. Để mình đề ha. Đó. Chiếc này là 10045,
Chiếc này là 07376 ha. Cánh lên đó. 6M tem nổi nha, RC nè. Nó khác, bản bánh mâm thường là tem nổi, còn bánh căm thì là tem chìm, tem dán. Tiếng bộ ấm quá các bạn. Rồi, tiếp tục ha. Ba chiếc quà này là xăng cơ nha. Đây một chiếc nữa nè. Bây giờ mình lấy chiếc này trước đây. Xăng cơ 34388. Bình xăng còn đẹp cực kỳ luôn ha. Xăng cơ nha. Ô đô mới có 541 cây số đó các bạn. Cái này là chạy lướt rồi. Xem giá cái ha. 18.900.000 nha các bạn. 18.900.000. Không có ghi năm sản xuất ở đây, để mình đề nè. Cái bình nó yếu rồi. Tiếc quá. Thôi mà đạp thử ha. Lỡ rồi đạp đi. Đó, tắt một thôi. Nổ liền. Bình xăng con nha các bạn. Nó lụp bụp thì mình sẽ khéo e ha. Máy êm ru à các bạn. Bánh mâm thắng đĩa nha. Đó, động cơ đó các bạn. Nè, lốc nè. Cực đẹp luôn. Gấp nè. 18.900.000. Xe nước sơn đẹp quá. Màu xanh dương. Đó. Cái giống này nó còn màu hồng nữa các bạn thấy không? Ốc còn vàng nè ha. Lốc còn đẹp luôn, chỉ bụi thôi. Năm trăm bốn mươi mốt cây nha các bạn. Nè lốc nè, thấy không, cuộc sau nè. Xe này để mình xem cái đời. 2022 đó các bạn, còn mới chát hết nè. Thay vì mua xe mới, mình có thể mua xe này được. Các bạn alo cho cửa hàng thương lượng giá đi. 34388. Biển số cũng dễ thương. Bà nào Sóc Trăng ở huyện của xe này á là ok luôn ha. Mình alo thương lượng giá đi các bạn. Xe còn đẹp á. Cái xác xe còn đẹp quá. Vì ô đô nó thấp ha. Dưới nè. Sổ bảo hành còn đầy đủ hết luôn á. Rồi, chiếc tiếp theo 11737, biển số này cũng đẹp, gánh lên. Biển số xe vậy là ok rồi các bạn. Chín nút luôn, chín nút luôn. Rồi khóa luôn rồi. Yên của da dễ khóa lắm, mình đẩy mạnh xuống xíu là nó cũng khóa nữa. Bình xăng nè, nắp ốc luôn nè. Đồ nghề còn ha. Odo 2.500 cây số, nó đi nhiều hơn xe kia một chút. Công tắc nè. Hay quá. Quá hay, quá hay. Bình nó hơi yếu thôi. 18.500.000. 18.500.000. Đây, phần động cơ, các chân gấp mâm nè, còn vàng hết nha các bạn ha. Tay nắm kim loại, bình xăng con nha các bạn. Mấy cái đời này mình thấy các bạn lại thích hơn nè, tại vì nó nhỏ gọn dễ sử dụng. Đời 2021 nhìn nè ha, động cơ nè còn đẹp lắm các bạn, đẹp lắm. Rồi, máy móc là ok, miễn bàn luôn. Mình nói thiệt luôn nha, máy nghe ok đó các bạn, rất là ok luôn. Phía trước nè,
Cái này là màu xám bánh xanh, bánh mâm thắng đĩa luôn ha. Nè động cơ nè. Nè ốc tán luôn nè, còn đẹp. Thấy không? $18,5 triệu, các bạn cứ thương lượng giá ha. Rồi, chiếc màu đen. Đen mờ nha ha. Đen mờ cũng là mâm đĩa nè. Lỡ làm sao trước cái đi. Đây, của Bô. Xe này chắc đi nhiều hơn rồi. À, mấy xe này của Bô còn đẹp lắm. Nè, thấy không? Chiếc bên này nè các bạn. Chiếc đi mấy trăm cây nè, của Bô nè. Đó. Cái này á, thì về mình gắn thêm trắng bùn. Mặc dù nó cũng có trắng sẵn rồi nè các bạn, nhưng mà mình gắn thêm miếng cho nó bự ra xíu, nó hơi ốm. Nhà sản xuất người ta không dám gắn bự quá, sợ nó cản làm mát cái động cơ á. Cho nên người ta gắn nhỏ thôi. 17,9 triệu. 17,9 triệu nha. Bánh mâm thắng đĩa nha các bạn. Odo là 1.856 cây số. Xe Odo 1.800 thôi. Đây ở dưới ha, bình xăng nè, cũng còn rất là đẹp luôn. Ốc tán cũng vậy, chỉ có Bô là nó hơi xấu thôi. Của Bô cửa hàng không sơn nha, để nguyên cho các bạn đó, để dễ nhìn. Đát là 2022 luôn. Ốc tán còn đẹp lắm các bạn. Vỏ mắc xích ha. Sơn mờ ha. Cái giá là 17,9 triệu thôi. Đây ha. Đó. Wow. 08123. Cửa hàng mua xe chắc lựa biển số hay sao á. Biển số nào nhìn thấy cũng đã hết trơn nè. 8123. Động cơ nè. Êm ru mà các bạn. Để mình kê gần gần cho các bạn nghe ha. Nãy giờ chặt quá không kê gần được. Chiếc này cho các bạn nghe thật gần. Không, chiếc này không êm bằng chiếc đó đâu. Chiếc này êm hơn. Chiếc này êm ru luôn. Nó cũng êm mà nó không êm bằng chiếc bển. Rồi. Chiếc cuối cùng là phiên bản màu xanh trắng, xe này là sơn độ rồi. 98805 ha. Tem sơn luôn á các bạn. Bình xăng ha, xe này thì nó hơi xuống hơn với xe kia một chút. 8.300 rồi, ô đô đi nhiều rồi. 15,9 triệu thôi. Xe này thì nó sẽ rẻ hơn nhiều. Gandhi, Gandhi là nổi thành tiếng luôn đó các bạn. Mâm này là mâm độ rồi ha, mâm độ đó các bạn. Các bạn nghe Gandhi không? Rồi trước ha. Đó, cổ Bô vẫn zin nha các bạn ha. Cổ Bô này là chưa có sơn phết nha, cửa hàng để nguyên cho mình đó. Cho nó thực tế ha. Tem đời còn để đây nè các bạn. 2018. 2018 nha. Nói chung là bọc sơn nó vẫn còn rất là đẹp ha. Lốc bọc sơn luôn nè. Mâm thì mâm độ rồi.
Rồi, 2, 4, 6, 7 chiếc Sirius Sunker và FI đầy đủ cho mình. $39, màu xanh, xanh đọt chuối. Bạn nào quan tâm nữa thì cứ alo cho cửa hàng ha. Có dịp mình sẽ là tiếp tục cập nhật giá ở đây cho các bạn thường xuyên. Các bạn chịu khó theo dõi mình đi, mình sẽ có thời gian mình chạy xuống đây mình báo giá hoài. Tại vì xe về hoài đó các bạn. Rồi Exeter nữa nè, hôm nay mình không có làm về Exeter ha. 155, rồi 150, thậm chí full chalet hôm nay mình không có làm. Rồi quay Thái nè, có luôn á. Quay Thái biển nè, 556, 75, rồi cái này mà 78 luôn, cái này là tuyệt đẹp luôn các bạn. Đây, 11888, B4. Mấy xe này các bạn cứ eBay cho cửa hàng đi, gọi cho cửa hàng á. Còn mấy xe này mình có một clip rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video ha. Đây, 0888 888 280 bạn Quốc ha. Các bạn cứ gọi vào đây để mình tư vấn chi tiết. Vì cửa hàng có hỗ trợ trả góp. Mấy dòng xe có mười mấy triệu này mình không cần trả trước cũng được luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.